Trường Đại học Văn Hiến với gần 20 năm thành lập đã đào tạo ra gần 20.000 lao động có chất lượng cho xã hội với các ngành quản trị kinh doanh, quản trị du lịch và lữ hành, công nghệ thông tin, tâm lý học, tham vấn và tâm lý trị liệu. Định hướng của trường là trở thành một trong những trường đứng đầu về chất lượng đào tạo trong khu vực. Theo đó, trường lấy sinh viên làm trọng tâm và người thầy là nguồn cảm hứng học tập cho sinh viên. Vì vậy, nhà trường tập trung vào chất lượng đào tạo, nâng cấp thiết bị giảng dạy. Chương trình đào tạo nhằm trang bị đầy đủ kiến thức và kỹ năng để sinh viên có thể ra làm việc ngay sau khi tốt nghiệp. Trường đã ký kết hợp tác với Hiệp hội Doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh để hỗ trợ sinh viên thực tập tại môi trường doanh nghiệp ngay khi còn là sinh viên. Đào tạo nhân lực theo đặt hàng của các doanh nghiệp, sinh viên ra trường nếu đủ năng lực có thể làm việc ngay tại các doanh nghiệp liên kết với trường. Bên cạnh đó, các hoạt động ngoại khóa như mùa hè xanh, đại sứ Văn Hiến, câu lạc bộ, đội nhóm giúp sinh viên phát huy tối đa năng khiếu sở trường của mình. Công tác huấn luyện kỹ năng mềm giúp trang bị cho sinh viên khả năng làm việc nhóm, làm việc độc lập, khả năng xử lý tình huống và chinh phục nhà tuyển dụng. Chính sách học bổng hàng năm có giá trị lên tới 2,5 tỷ đồng, trong đó có 25 suất học bổng toàn phần trong 4 năm học tại trường, nhằm động viên, chia sẻ khó khăn với quý phụ huynh và các em sinh viên, giúp các em cố gắng học tập để trở thành nhân sự có chất lượng, có vị thế trong xã hội. Trong thời gian tới, trường Đại học Văn Hiến tiếp tục mở những ngành đào tạo, triển khai đào tạo sau đại học, xúc tiến các chương trình liên kết đào tạo quốc tế với các trường đại học Hoa Kỳ, Nhật Bản, Hàn Quốc và châu Âu. Khi cho con em học tập tại Đại học Văn Hiến, quý vị phụ huynh có thể hoàn toàn yên tâm ở chất lượng đào tạo, môi trường học tập. Với thái độ học tập nghiêm túc, các em sẽ có việc làm ngay sau khi tốt nghiệp. Trường Đại học Văn Hiến, nơi chắp cánh những ước mơ.